Đây là cái đồng hồ SK của bác Dung ở Hà Nội. Đấy, sau khi em đã lau dầu cân chỉnh là ngon lành rồi, bây giờ đến tiết mục khắc phục cho bác nước. Nước thì em thấy này, các bác nhìn thấy, chưa bao giờ nhìn thấy thợ nào chống nước bằng cách này. Đây, các bác nhìn này, cao su nút vào đây, đúng không? Đấy, đây là thợ, em không biết thợ nào đấy, họ làm như này. Đó, nha. Đó, em sẽ bỏ cái này ra. Biết họ làm kiểu gì em không hình dung ra được. Võ này mỗi người có một võ. Nhưng mà em thấy cái này làm như này không được, không ổn. Đó, không ổn một tí nào luôn. Đó, nó gì hết à. Đó, không biết là bác nó làm kiểu gì. Thợ này làm đây, cái này bịt cái này làm mục đích gì. Đây, nhét chui hết vào trong này các bác. Đó, giờ em lại phải lôi ra khắc phục lại cho bác ấy. Đó, chui hết vào trong này các bác, không hiểu nữa. Bây giờ em nhìn thấy cái cách chống nước đầu tiên như này. Đó, nên là em bây giờ khắc phục lại. Người làm trước nên rất là mất công cho người làm sau, đúng không? Người làm sau là cái người mà phải chịu hậu quả do người làm trước để lại. Đấy, các bác nhìn này. Biết bác nhét, người ta nhét cái gì vào thì em không hiểu nữa. Đấy, à. Ôi trời ơi, thấy chưa? Em lôi ra một đống cái những kia chả biết là cái gì cả. Đó, kiểm tra xem nào, núm này thì ok không vấn đề gì cả, nhưng mà em thấy cái núm bên này này, núm bên này có vấn đề, cái này em vứt đi nhá. Đấy, các bác nhìn thấy này. Đấy, một đống cái những cái gọi là thập cẩm nó nhét vào núm này để chống nước. Đó, nhưng mà cũng cuối cùng có chống được nước đâu, đúng không? Mà làm cho nó hồ nước vào nhiều hơn. Đây, em thấy cái nếp núm này, các bác nhìn thấy này, vặn vặn nó nhẹ này, tức là nó không không có độ mút đâu. Đó, giờ em sẽ tháo cái núm này ra, khắc phục cho bác này. Dùng cái kìm nhọn này. Đây, tìm bằng ngực. Ây da. À, rất khá là chặt. Nó bị dỉ rồi hay sao ấy, mà sao nó chặt lắm luôn ấy. Sẽ dùng cái kìm này em vặn nó ra. Đó. Bây giờ vẫn chưa ra được các bác ạ. Khá là chặt. Đó. Đấy, bây giờ nó mới ra này. Đó. Đó. Rồi bây giờ em kiểm tra cái núm này. Núm này không chịu nước đâu này, nó không có độ mút các bạn ạ. Đó. Thì mình sẽ phải trước tiên mình vệ sinh cái núm này đã cho sạch sẽ đã, rồi thay cái núm này, thay núm này. Đấy, sau khi đã tìm được cái núm ưng ý rồi thì mình sẽ lắp vào thay. Thì cái núm ấy, nếu mà bác nào mà không biết ấy, thì nên nên mua hẳn cái mới, cái núm mới. Mình sẽ vệ sinh cái núm này đây. Này, các bác nhìn này. Nó rất bẩn đúng không? Đó. Đó. Mình vệ sinh sạch sẽ cho người ta. Đấy, và mình sẽ thử cái núm. Nếu không các bác phải dùng núm mới. Đó, các bác ấn vào đây. Các bác cảm giác khi vặn này này, các bác thấy có độ độ mút ở tay. Nó mút ở tay ấy. Là được. Ok. Đó. Rồi sẽ tra luôn dầu mỡ cho khách luôn. Rồi, tra vào núm này cho nó trơn tru đi, cho nó ngon lành phở đi. Đó. Và cả cái núm này nữa. Đó. Tra luôn. Cho nó dễ vặn, dễ. Đó. Này mình làm
Làm cẩn thận thì mới yên tâm. Đấy, sau đó em sẽ lắp cái hoa khế này vào, cái gọi hoa khế nhé. Đó. Và mình sẽ vặn cái núm này vào. Chứ không biết là sao nó chưa vào. Thì em sẽ thử test bên ngoài luôn, xem làm sao nó không vặn được. Kiểm tra luôn. Mình test bên ngoài thử luôn đã thì nó dễ hơn. Vì khi nó vào, nó vặn vào thì nó khó vặn. À, cái hoa khế này nó không tương thích với cái núm này các bác ạ. Đấy, cái hoa khế này không tương thích với cái núm này. Vậy mình phải tìm cái núm khác nó tương thích hơn. À, xin thưa các bác, cái hoa khế đời sau này nó rất là to. To mà nó thô. À, nó không đẹp như cái hoa khế đời trước này, cái hoa khế. À, cái này nó nhỏ thanh hơn và nó đẹp hơn. Và thậm chí cái vặn con ốc cũng khó, đúng không? À, thì em sẽ thay cái này cho bác ấy. Thay cái này cho bác ấy. Đó. Thay cái hoa khế này cho bác ấy. Đấy, các bạn rất ok. Cái hoa khế kia rất là to mà xấu đúng không? Đó. Rồi, giờ em sẽ vặn thử xem thế nào. Ok. Đó, thế này là được. Đó. Đấy, sau khi đã khắc phục xong cái núm và răng rồi thì mình sẽ vệ sinh tiếp. Thế này. Đó. Núm thứ hai, em khắc phục cho bác ấy. Đó, vệ sinh sạch sẽ đi. Còn thì ngoài đất này. Đấy, các bác thấy rất bẩn đúng không? Cực bẩn luôn. Đó. Đó. Mình sẽ lộn cái đầu giấy để mình lau tiếp cho người ta. Đó. Sau khi xong rồi mình sẽ lấy thổi bụi mình thổi đi. Đó. Đây. Mình sẽ kiểm tra đến cái rong đáy. Cái rong đáy này. Em thấy cái rong đáy này nó cũng bị ấy rồi. Rồi thay cho người ta. Chả tiếc gì cái rong đáy cả. Đúng không? Đó. Đó, các bác thấy bẩn chưa? Đó, rất bẩn đúng không? Đó. Rồi, vẫn lấy cái rong đáy khác thay cho bác ấy. Đây là cái rong mới em lấy ra thay cho bác ấy. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lắp phần máy vào. Trước khi lắp vào mình thổi bụi sạch sẽ. Đó, mặt kính này bác không yêu cầu thay thì thôi, để nguyên cho bác ấy. Em khách bảo gì thì em làm đấy nhá, em không có tự ý làm cái gì khác cả. Đó. À, cái máy của nó đây, em sẽ lắp vào. Đó. À, bây giờ cái căn nhựa của nó đây các bác. Em sẽ để dịch máy ra một tí nhá. Căn nhựa này của nó em thấy là cũng có khá là bẩn đấy. Đấy, nên là em sẽ cạo đi. Đó. Ok. Đây các bác nhìn đấy, bẩn đấy. Đó. Rồi ok, sau. Đấy các bác nhìn này, nó rơi này. Rơi đất này. Đấy, rất bẩn đúng không? Đấy, những cái này mình là tỉ mẩn một tí là cái máy nó sạch sẽ thôi mà, có gì đâu. Rất đơn giản thôi.
Đó. Đó. Bây giờ sẽ lắp cái lắp đáy vào. Cái này bị rít gen. Có khi em phải tra cho bác cái ký vào cho nó dễ dễ vặn. Đó, dễ vặn. Không cháy gen. Đó. Xong. Cái thứ hai. Đó, xong mình sẽ vặn cái đấy vào. Đấy, nó dễ vặn hơn hẳn. Trơn tru hơn. Rồi bây giờ mình siết vào. Đó, và bây giờ cái này mình sẽ tẩy rửa hết toàn bộ máy đi. Bác này bác không yêu cầu đánh bóng nên là mình em cứ để nguyên chế độ mộc này cho bác ấy. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào để đeo. Theo dõi. Bác nào mà cần tư vấn cái gì các bác các bạn Zalo với em nhé, 0977 362 814 nhé, em tư vấn cho, báo giá luôn cho bác, đó.